trans guy á là những cái bạn mà muốn mình là con trai. Lúc đó em mới lúc đó là cái lúc mà em biết mình là một người trans guy, một người chuyển giới nam chứ không phải là một người tổng tính khi nữ. Khi em biết cái đấy rồi đó thì trong con người em có cái gì đấy thôi thúc em là phải come out với gia đình không, hay là em vẫn muốn giấu đến được lúc nào hay lúc đó? Hồi cấp 2 cái em thích cái bạn đó đó. Xong rồi có một cái đoạn thời gian là em đi chơi với bạn đó nhiều quá, mà bạn đó qua nhà mà hai đứa cũng rất là gần gũi nhau, mà mẹ thấy vậy là thấy không bình thường. Tại lúc mẹ, đó mẹ, mẹ biết em như vậy đó. Chắc là mẹ em nghĩ là lúc mẹ đấy biết. Em đã cắt tóc như vậy sợ chưa? Em phải tới năm 2014 mới cắt tóc để tóc dài mẹ suốt biết cả. Để mẹ sợ mẹ ngăn chặn. Dạ đúng rồi, mẹ rất là sợ. Thì cho nên là cái lúc mà mẹ nghi như vậy là mẹ đã có những cái trạng thái nó không có được tích cực rồi, nên em cũng không có dám công khai. Nhưng mà lớp 12 là bắt đầu phát hiện. Tại phát hiện em nhắn tin với bạn gái, bạn gái cũ. Hai mẹ con đang nằm trên giường đang coi tivi. Mẹ quay qua hỏi em là con không thích con trai đúng không? Thì em hỏi bất ngờ quá. Cái không nói dối được. Cái em gật đầu. Xong cái tự nhiên nằm khóc ngon ơ luôn. Cái mẹ nói là trời có gì đâu, có gì cứ chia sẻ với mẹ. Em cứ như vậy là mẹ hiểu trước rồi đó, mẹ nghi biết trước rồi. Không. Em cũng nghĩ giống vậy cho nên mẹ biết là... trước nên mẹ mới không có bất ngờ nhiều. Đó, thì mẹ nghĩ vậy cái xong rồi mấy bữa sau em mới nói là thật ra không chỉ là con thích con gái mà con còn muốn làm trai nữa. Thì em mới nói với mẹ vậy luôn, mà em cảm thấy như là nó quá nhiều. Nó quá nhiều thứ cho mẹ phải chịu đựng trong cái lúc đó. Mẹ chịu không nổi nữa, mẹ mới đi nói với bố. Và bố em thì rất là cổ hủ. Bố em không chịu được, bố em tức lắm. Tại vì khi mà thí dụ như gia đình mình biết mình là cái giới tính như vậy thì chấp nhận cái vấn đề đó nó đã là một sự tổn thương rồi. Và mình nói mình đi mình muốn làm con gái hay mình muốn làm con trai, là mình chuyển đổi giới tính, thì cái điều đó nó không thể nào mà gia đình nào mà chấp nhận liền. Nó làm cái cú rất là sốc đối với ba mẹ của mình. Em xin chào anh chị ạ. Ban nãy thì anh có xem ở trên clip thì có nói về Ân và cái tổ chức FGM. Dạ vâng. Thì cơ duyên nào để mà Ân trở thành một cái người đồng hành cùng cái tổ chức đó? Khi mà em hoạt động thì có rất là nhiều tổ chức họ làm về LGBT. Và thậm chí khi mà có những cái tổ chức họ làm về những người chuyển giới nữ nữa. Những tổ chức đó hoạt động rất là mạnh mẽ. Nhưng mà trong cái quá trình mà em đi tìm kiếm bản thân mình á, chưa bao giờ mà em thấy có một cái tổ chức nào mà làm riêng cho cộng đồng của em, là cộng đồng chuyển giới nam. Thì cái đó là lý do mà em làm ra. Để mà khi mà những người khác họ cảm thấy là khi mà họ đi tìm kiếm con người của họ giống như em vậy đó, thì họ sẽ có một cái nơi đó họ tìm hiểu, một cái nơi uy tín để giải đáp những cái thắc mắc của họ. Khi mà em bắt đầu hình thành nên cái tổ chức đó, nó có nhiều khó khăn không anh? Cũng có. Hồi trước á là mọi người không có biết tới cụm từ chuyển giới nam đâu. Thì mọi người cứ tưởng là mình sinh ra là nữ, xong cái mình đi thích gái, mình có thể hơi giống đàn ông xíu thì mình là độc tính nữ chứ không phải là chuyển giới. Nhưng mà thật ra thì sau này em mới học được cái khái niệm đó là người chuyển giới họ đẻ ra là họ biết họ là vậy rồi. Đó là khi mà em tìm được cái định nghĩa là chuyển giới nam, xong cái em mới cảm thấy này mới là mình, chứ đó giờ cái chữ đồng tính nữ nó không có đúng. Cho nên là cái lúc làm mới đầu á không có nhiều người tham gia lắm. Bây giờ cái hội của em sau từ 2015 đến giờ thì là đã được gần 5.000 người tham gia. Vừa mới năm ngoái thì em mới quyết định là mình tổ chức ra một cái lễ hội dành cho người chuyển giới. Em làm cùng với lại chị Jessica. Tổ chức ở đâu em? Em tổ chức ở Sài Gòn và Hà Nội. Hà Nội thì có một nhóm khác họ làm. Giống như là ở đây nó có nhiều nhu cầu cho người chuyển giới nè. Bán được những nhu cầu, và thậm chí ví dụ như là mình trao đổi văn hóa, những cái chuyện văn hóa của người chuyển giới nữ, ví dụ như hát lô tô, những cái rất là hay. Mình cũng đem vào trong đó luôn để cho mọi người biết nhiều hơn về người chuyển giới, biết nhiều cái khía cạnh hơn. Cũng được khoảng 500 người em làm tổ chức khoảng cuối tháng 11. Vậy là cũng đông á. Dạ, em tính thấy cũng đông. Cái mà em thấy hay nhất là có cái sự đồng đều, cả người chuyển giới nam và chuyển giới nữ đều đi và rất là vui. Thì Ân đã từng được mời sang Thái và Campuchia như là một cái người influencer để mà chia sẻ những cái quan điểm của mình cũng như là truyền cảm hứng đến cộng đồng á. Thì Ân nghĩ là những cái hoạt động của mình nó đã tác động như thế nào để mình trở thành người được mời, và Ân đã chia sẻ quan điểm của mình như thế nào ở trong những cái hoạt động đó? Nó giống như là mình là một trong những số ít người chuyển giới nam mà công khai. Tình hình chung các nước khác thì họ cũng tương tự như thế, tức là người chuyển giới họ rất là ít được nhắc đến, và thậm chí khi nhắc đến thì không nhiều người không biết đến chuyển giới nam cho lắm. Thì cái lúc em đi, thường em đi như vậy á là để em nói nhiều hơn về người chuyển giới, cũng như là em học hỏi kinh nghiệm của các nước bạn xem là hiện tại mình có thể làm gì với cái luật để cho cái luật nhanh ra nhất có thể, để anh chị em mình có cái đó mà ví dụ như sử dụng y tế được an toàn nè, hoặc là được đổi tên nè, được đổi giới tính trên giấy tờ, mọi thứ nó sẽ dễ dàng rất là nhiều.
ngoại hình của Ân nhá, bây giờ rất rất con trai. Anh tưởng Ân là gay. Thực sự từ nãy giờ chị nghĩ là em là gay đó, chứ không có nghĩ là là con gái mà chuyển giới thành nam mà, đúng không? Đúng đúng, chính xác. Rất là con trai. Anh thấy cái Thiên Ân là một trong những cái cá nhân mà có cái quá trình tìm lại bản thân mình nó rất là mạnh mẽ như vậy á. Thì cái tuổi thơ của Ân á, nó có tác động gì đến cái con đường đó của Ân không? Thật ra nếu mà nói chắc mấy bạn chuyển giới nam khác cũng sẽ tương tự như em. Tức là lúc mà hồi nhỏ mình chưa bao giờ nghĩ mình là con gái hết trơn. Tại vì nghĩ mình là con trai nên bắt chước mấy thằng trai khác chơi gì mình chơi theo đó. Hồi nhỏ thì gia đình em rất là chiều con á. Nếu con muốn gì cho đó, con thích mặc đồ con trai, chắc con gái nó quậy cho mặc đồ con trai. Thậm chí có một đợt em nhớ là hồi lúc em 5 tuổi, lúc đó mới tắm vô, xong cái mẹ đang thay quần cho em. Tự nhiên em nhìn xuống em kêu: "Ủa sao con không có cái đó? Ủa sao con không có cái đó giống như của mấy thằng khác vậy?" Xong mẹ cứ chơi kỳ, con nói gì con gái nói gì kỳ. Từ đó là không dám nói về vụ đó nữa luôn. Lúc đó em cũng chả nghĩ gì, cho đến lúc mà bắt đầu dậy thì á là cơn ác mộng bắt đầu luôn á. Tại vì thứ nhất là con gái có cái vụ rất do, có cái vụ rất do. Thế đó giờ thì mình cũng không nghĩ là mình có cái đó. Cơ thể cũng bắt đầu thay đổi và lúc đó mình cảm thấy rất là khó chịu. Tại hồi trước thì mình mặc đồ dân trai, giờ không mặc được vậy nữa. Mẹ em thì là một người rất là thích truyền thống. Kiểu con gái phải tóc dài, phải áo đầm, phải hoa hòe. Mình thì thích mặc quần, thích màu đen. Cái là mẹ không có cho, mẹ kêu giờ con gái lớn rồi, vậy thì lớn rồi phải khác đi. Gái là giờ uống sữa đậu nành vô, ăn bữa văn bữa vô cho nó nảy nở ra. Nó càng nảy nở thì mình càng khó chịu đó. Giống như là mình phải mặc một cái lớp khác. Bị ép gì nữa. Bị ép rất là khó. Tại vì cấp 2 thì nhiều khi mình còn lách mình mặc đồ thể dục được. Nhưng mà lên cấp 3 thì làm sao mà tránh áo dài. Mà vừa nóng mà vừa khó chịu, mà lúc nào em cũng phải mặc một cái áo khoác vô để che cái ngực của mình đi. Đến nỗi mà bây giờ em vẫn còn bị ngứa, bị mụn ở trong này vì nó nóng quá, nó gây dị ứng. Thành ra mình đi kiếm những cái áo chức năng. Lúc đó em mới biết có cái áo chức năng đó. Em mua về em mặc. Áo lấy ngực đó đúng không? Dạ đúng rồi, áo định ngực đó. Hồi trước đó nữa thì em lấy cái nịch bụng của mẹ. Em lấy cái nịch bụng của mẹ. Em nịch ngực. Em nịch ngực. Xong rồi em cứ hỏi là cái nịch bụng của mẹ đâu rồi. Dạ vờ không biết. Mình cứ giấu đó trong cặp. Nhưng mà như vậy thì cũng rất khó khăn trong cái quá trình giặt giũ này nọ. Rất là mệt. Thế xong rồi mới kiếm được cái áo nịch ngực. Đúng, tại vì mặc áo đó thì nó mới tốt. Chứ mặc mấy cái nhiều khi nó biến dạng xương nữa. Cái áo nịch ngực á, khi mà em mặc vô nó sẽ kiềm hãm cái sự phát triển của cái tuyến ngực của mình. Vậy thì nó có cái tác dụng phụ gì đến sức khỏe của mình không anh? Mặc lâu ngày á thì thứ nhất là nóng quá cái bị nổi mụn. Bị thâm nguyên chỗ này. Nó có bị đau không? Nó nếu như mà mặc không đúng sai á. Tức ngực không? Có tức ngực, nếu như mà không đúng sai là tức ngực liền. Tại nhiều bạn á mặc đúng á thì nó vẫn còn hơi lộ xíu. Đúng sai nó vẫn hơi lộ. Quá muốn cho nó nhỏ lại thì nó sẽ bị tức ngực. Chính xác. Nó tức ngực mà nhiều khi mấy bạn còn thích đi tập gym hay đi bơi nữa là nó còn khó chịu dữ nữa, nó tức ngực dữ lắm. Mà có nhiều bạn á, em biết bạn của em nè, mặc 24/7 luôn. Tại nó khó chịu quá, nó mở ra cái là nó sẽ bị khó chịu liền. Nhưng mà vì như vậy cho nên nó bị trẹo xương. Hoặc là ví dụ như có một đợt em nhớ là cái bạn đó mặc mà cố gắng mặc cho nó chật quá, cái xương nó đâm vô trong phổi. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm lắm. Thành ra là hả, anh em trong cộng đồng có nói nhau là có khó chịu đến cỡ nào thì cũng đừng bao giờ mặc áo quá chật như vậy. Phải cố gắng mình mặc sao nó vừa thôi. Đúng rồi, hoặc là ví dụ như mặc vừa xong không, mặc áo rộng rộng vô là được. Rồi quay trở về với quá trình come out của Thiên Ân đi, thì bao giờ gia đình của Ân mới có thể chấp nhận được? Cái lúc mà em biết bản thân mình không giống như những cái bạn nữ đồng trang lứa khác. Năm em lớp 7 là lúc đó em tự nhiên có tình cảm với một bạn nữ. Tại vì nhìn có xung quanh bằng nữ. Dạ, nhìn xung quanh mình thấy nó cũng gái với mình mà sao nó thích con trai. Tụi nó ngồi tụi nó kể ra là tao thích thằng này thằng kia, xong mình thì nhưng mà tao thích con này, cái cũng không dám nói nữa tại sợ người ta nói á. Lúc... nhưng mà cái thích của em là thích tình yêu hay là em thích em mến bạn đó thôi? Em thích tình yêu á. À, em thích em yêu luôn. Chắc đúng không? Chắc yêu hồi sớm. Hồi đó em nhà em có đạo, em đi học về giáo lý á, em mới giả bộ em hỏi bạn em là lỡ ta thích con gái thì sao? Cái nó nói với em là mày đừng nói mày ôm nha, ghê quá. Rồi xong không dám nói gì nữa luôn. Trong trường thì lúc bấy giờ là tự nhiên nó đùng có một cái nhóm nhỏ giống như là nguyên cái hội lét chơi với nhau vậy đó. Các em biết? Thật ra em không biết nhưng mà đứa khác chỉ em. Đứa khác chỉ em. Đứa khác chỉ em kêu là mày chắc là giống mấy đứa này nè. Tại trong lét thì nó có những cái cụm từ. Ví dụ như SB fan thì chắc anh chị cũng nghe qua rồi. Cái xong rồi kêu chắc mày SB á, tại mày thích con trai, mày thích làm con trai.
cái mới chơi với cái nhóm đó để cho mình cảm thấy không có bị cô độc. Tại vì em thật sự em thích ai là em lộ liễu lắm. Nguyên trường biết hết là em thích cái bạn đó. Em không có dám công khai, nhưng mà mọi người đều biết, nhìn vô cái cách em đối xử với bạn đó là mọi người biết. Đồn hết nguyên trường luôn là coi như không chơi được với ai luôn. Nhưng mà sau này thì khi mà chơi với lại cái nhóm đó, em cũng cảm thấy là nó cũng không có thuộc về mình. Tại những cái bạn trong đó vẫn chia sẻ những cái chuyện rất là con gái, họ vẫn nghĩ mình là con gái, còn trong khi mình nghĩ mình đàn ông. Mà mình nói ra là tao muốn là con trai, tao muốn được sân anh, cái kêu sao mày làm lố vậy, đâu cần phải cắt tóc hay là đâu cần phải sân mình là anh làm chi đâu. Thì mấy bạn đó rất là không có thích cái việc mà mình có tư tưởng là mình là con trai. Cái tới lúc mà khoảng lúc mà lớp 11 nhớ rồi, nó có những cái diễn đàn online á, chơi với nhau. Ở đó thì có diễn đàn bạn gái VN, là mấy đứa con gái hay qua đó chơi, mấy đứa les á. Còn sau này nó lập ra một cái diễn đàn mới tên là Les King. Thì Les King là tại vì Les nhưng mà muốn làm King đó, là dành cho những cái bạn mà muốn cũng là yêu gái mà muốn làm trai giống em á. Tạo ra nguyên cái hội đó tách riêng ra bển. Sau đó thì nó mới có một cái bài, em nhớ cái bài đó là một bước ngoặt luôn, là Tomboy khác gì với Les, khác gì với lại Trans Guy. Trans Guy là chuyện với nam. Thì khi mà đọc vô mình mới thấy Tomboy nghĩa là những cái bạn mà vẫn là con gái, có thể vẫn thích trai nhưng mà cá tính hơi giống nam. Còn Les á là một bạn nữ thích gái, dù ngoại hình như thế nào bạn đó vẫn nghĩ mình là nữ thôi. Còn Trans Guy á là những cái bạn mà muốn mình là con trai. Lúc đó em mới lúc đó là cái lúc mà em biết mình là một người trans guy, một người chuyển giới nam chứ không phải là một người tầm tính khi nữ. Em biết cái đấy rồi đó, thì trong con người em có cái gì đấy thôi thúc em là phải come out với gia đình không, hay là em vẫn muốn giấu đến được lúc nào hay lúc đó? Hồi cấp 2 cái em thích cái bạn đó đó. Xong rồi có một cái đoạn thời gian là em đi chơi với bạn đó nhiều quá, mà bạn đó qua nhà mà hai đứa cũng rất là gần gũi với nhau, mà mẹ thấy vậy là thấy không bình thường. Tại lúc mẹ biết em như vậy đó. Chắc là em nghĩ là lúc mẹ biết. Lúc đấy em đã cắt tóc như vậy sợ? Chưa. Em phải tới năm 2014 mới cắt tóc. Để tóc dài mẹ suốt. Mẹ biết cả. Đi mẹ sợ, mẹ ngăn chặn. Dạ đúng đó. Rồi, mẹ rất là sợ. Thì cho nên là cái lúc mà mẹ nghi như vậy là mẹ đã có những cái trạng thái nó không có được tích cực rồi, nên em cũng không có dám công khai. Nhưng mà lớp 12 là bắt đầu phát hiện. Tại phát hiện em nhắn tin với bạn gái, bạn gái cũ. Hai mẹ con đang nằm trên giường đang coi tivi, mẹ quay qua hỏi em là con không thích con trai đúng không? Thì em hỏi bất ngờ quá. Cái không nói dối được. Cái em gật đầu, xong cái tự nhiên nằm khóc ngon ngơ luôn. Cái mẹ nói là trời có gì đâu, có gì cứ chia sẻ với mẹ. Thì em cứ nghĩ là mẹ hiểu trước rồi đó, mẹ nghi biết trước rồi. Không. Em cũng nghĩ giống vậy cho nên mẹ biết là... trước đó, nên mẹ không có bất ngờ nhiều. Đó, thì mẹ nghĩ vậy cái xong rồi mấy bữa sau em mới nói là thật ra không chỉ là con thích con gái mà con còn muốn làm trai nữa. Thì em mới nói với mẹ vậy luôn, mà em cảm thấy như là nó quá nhiều thứ cho mẹ phải chịu đựng trong cái lúc đó. Mẹ chịu không nổi nữa, mẹ mới đi nói với bố. Mà bố em thì rất là cổ hủ. Bố em không chịu được, bố em tức lắm. Tại vì khi mà thí dụ như gia đình mình biết mình là cái giới tính như vậy, thì chấp nhận cái vấn đề đó nó đã là một sự tổn thương rồi. Và mình nói mình muốn làm con gái hay muốn làm con trai là mình chuyển đổi giới tính, thì cái điều đó không thể nào mà gia đình nào mà chấp nhận liền. Nó là một cú rất là sốc đối với ba mẹ của mình. Từ năm 2005 là chị có ý định chuyển giới, nhưng mà tới 2012 chị mới dám làm. Và chị chưa bao giờ đối diện với ba mẹ chị nên cho nên là chị muốn làm con gái. Giống như là chị phong phanh là nói với bà cô mà gì là phong phanh tới mẹ thôi, mà tất cả mọi thứ không can đảm để nói trước mặt là bây giờ là xin làm gái. Tại vì đã sợ hãi trong biết bao nhiêu năm, xong rồi giờ nghe là có gì đâu cứ nói với mẹ. Xong cái cứ nghĩ là mình có thể nói được, nhưng mà lúc đó mình còn nhỏ, mình không có hiểu là áp lực của bố mẹ nó lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ không có muốn mình như vậy, thì lúc đó mình mới không có công khai nữa, mình giả bộ mình nói con không vậy nữa. Tại lúc đó em nhớ là còn có 72 ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi, cho nên là mình không thể nào mà như vậy. Ví dụ như vậy thì mình cũng chả có tâm trí mình học hành nữa. Cái tương lai nó quan trọng hơn. Tiếp tục mình học, mình thi đại học xong thì nó lại lòi ra kim ra tiếp. Nó lòi cây kim ra tiếp là biết là mình vẫn còn nói chuyện với cái bạn kia chứ không phải là chia tay. Thế là coi như là bố nói là không có muốn nhìn mặt. Thì lúc đó là mình cảm thấy không khí trong gia đình cũng quá căng thẳng, nên mình cảm thấy là mẹ cũng đau khổ nhiều quá. Cái mà bố thì đang muốn đuổi mình đi cho nên là mình cũng đi. Thì em đi từ đó là 2014 đến giờ là cũng 6 năm. 6 năm rồi, nhưng mà em có về nhà rồi chưa? Em có về một lần, thì sau đó là giống như là lần đó thì ở nhà chiến tranh lạnh luôn. Mà em cảm thấy là mình không có được chào đón.
Và em nghĩ là càng em nghĩ là em càng ở đây thì bố mẹ càng nặng nề, bố mẹ cãi nhau nhiều quá em đi là... để cho bố mẹ đừng cãi nữa. 7 năm trôi qua rồi mà nó vẫn chưa bình thường hóa quan hệ hả? Đã có những cái tiến triển, nhưng mà tiến triển với mẹ thôi. Rồi cái ngày đầu tiên khi mà Ân bước ra khỏi gia đình của mình á, lúc đấy mình vẫn chưa học xong, chưa làm gì cả, thì làm sao mình xoay sở cuộc sống của mình được? Đợt đó em nhớ là em để dành được một cái số tiền khoảng 10 triệu. Trong suốt mấy năm đi học rồi có, thật ra em có đi làm Tết này nọ nữa. Em nhớ là em ra khỏi nhà 2 ngày là em cắt tóc liền luôn. Sau đó em vui là vui, kiểu như nhìn vô gương thấy đây mới là mình nè. Như mình khoát xác, rất là thoải mái, rất là mát mẻ. Thì lúc đầu kiếm chỗ đương nhiên không có. Cái em mới qua nhà của bạn. Bạn của em là giống em hay là một người con gái? Bạn đó là người yêu cũ. Ba của bạn đó thì rất là thoải mái. Ba của bạn đó thấy em cắt tóc xong còn khen nữa. Thì em ở nhà bạn đó một thời gian cho đến khi đi kiếm được cái việc làm. Thì đi kiếm rất là khó, tại mình cắt tóc xong rồi á, người ta thấy không có giống. Mà mình còn mặc đồ nam nam nữa, không ai nhận hết. Đó, lúc đó em còn chạy xe đạp mà em chưa có xe máy em chạy. Thì khi mà kiếm được việc làm rồi thì mới để xong được một cái tháng đầu tự tiên rồi á, tháng đầu tiên xong thì em mới đi kiếm trọ ra khỏi cái chỗ bạn đó, để coi như mình đừng phiền người ta quá. Còn có những cái lúc mà thời gian đầu mà chưa có chỗ nào, thậm chí em còn hay ra công viên ngủ. Sau này công viên nó không cho ngủ. Hay kiếm mấy cái cầu mà người ta hay cũng có mấy người vô gia cư, mình cũng hay ngủ đó. Còn đồi mình để nhà mỗi đứa nơi. Đồ. Em từng ngủ cầu nữa hả? Dạ. Hoặc là ví dụ như vô cửa hàng tiện lợi, sau này nó mọc lên mấy cửa hàng tiện lợi, mình vô đó ngủ mà đau lưng lắm. Ngủ gục trên bàn. Ngồi ngủ mà đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, thì cho nên là sau cái khoảng thời gian đó mà kiếm được việc làm là nó ổn định hơn hẳn, tốt hơn nhiều. Nhưng mà em không có bỏ học. Em chỉ coi như là mình bảo lưu một năm để mà mình kiếm việc, để mình có đủ tiền. Và em thi lại vô cái ngành thiết kế đồ họa hiện tại của em. Đó, thì em lấy cái số tiền đó để em tiếp tục em đi học. Em học sắp xong rồi. Rồi trong cái quãng thời gian đó có người bạn nào là người đồng hành cùng với Ân không? Thì em có nhớ cái trên diễn đàn Leskin đó em có thấy một cái anh, một trong những cái anh mà gọi là công khai đầu tiên cũng là người chuyện với Nam á. Ảnh công khai được với gia đình, ảnh lúc đó ảnh viết những cái chuyện về gia đình của ảnh á, em thấy rất là hay. Cái em mới vô em hỏi ảnh là anh ơi, mình em muốn công khai với bố mẹ công khai như thế nào. Thì ảnh cũng chỉ bảo rất là nhiệt tình, và sau này thậm chí ảnh còn hướng dẫn em là em nên tham gia hoạt động này hoạt động kia với cộng đồng đi. Thì nhờ cái người đó mà em mới tham gia hoạt động xã hội đến tận bây giờ. Tại vì nếu như mà không có anh đó mà em không tham gia vô cái hoạt động lần đầu là cái flash mob á, thì em nghĩ là em sẽ không có muốn sống đến tận bây giờ. Cái flash mob đó là, mặc dù nó không phải là cái vip ride đầu tiên, nhưng đối với em nó giống như cái vip ride đầu tiên vậy. Lúc đó em nhớ là có cả 500 con người là người LGBT đứng nhảy với nhau, sau đó là mang ra một cái lá cờ rất là lớn, 20m x 30m. Mà lần đầu em thấy trời, cộng đồng của mình ở đó, em thấy gay, nắm tay lết, nắm tay ôm hôn nhau, không hề ai nói gì hết. Em rất là xúc động luôn. Mà lúc mà kéo cái cờ ra, mình đứng dưới lá cờ là mình cảm thấy xúc động nè. Chưa bao giờ mà mình cảm thấy mình ở trong một cái vùng an toàn đến như vậy. Rồi hôm nay em có dẫn đến đây một người bạn đồng hành nào của em? Thì cái người nãy giờ em nói, cái người anh đó là anh Trí Phong, anh Nguyễn Thiện Trí Phong. Trí Phong. Dạ. Yeah. Rồi xin mời khách mời. Mời nói ra đi. Trí Phong, xin mời Trí Phong. Chào Phong. Dạ chào anh chị. Em là Phong. Cách mà cái tên mà em mong muốn ở trên cái công việc của em đang làm, và em còn có một cái biệt danh giống như Thiên Ân thì mọi người, cho các bạn trong cộng đồng, mấy anh em hay biết là Cáo, thì em là Aki. Lần đầu khi mà Phong gặp Ân á, Phong còn nhớ cảm giác của mình lúc đó không? Câu chuyện đó. Em gặp Ân thì chắc là trên mạng xã hội. Thì hai anh em biết nhau là qua cùng cái trang hồi nãy Ân nói là cái diễn đàn Leskin. Lúc đó thì em thấy là Ân cũng đang rất là bị khủng hoảng. Tại vì bạn có chia sẻ với em là bạn đã phải chịu đựng cái bí mật đó rất là lâu rồi. Từ hồi cấp 2 mà đến năm Ân gặp em là Ân đang học cấp 3. Thì nó nói là em cố gắng bình tĩnh. Cái lúc đó thì cũng kiểu là sắp tới có cái event này nè, hay là tới đó chơi cho vui đi. Đợt đó đâu có chịu đi đâu. Em ngại người lắm. Em chỗ đông người là em không chịu đi. Nói chung là đợt đó thì sau này thì mới biết là thực ra Ân cũng có ngầm đi cái buổi đó, nhưng mà chỉ là đứng ngó thôi chứ không có dám tham gia. Em nhớ là năm 2015 là em cùng với cái người anh là cái người thành lập nên cái diễn đàn Leskin hồi xưa. Năm 2010 á, thì ảnh khởi xướng lên cái chiến dịch là Tôi Chuyển Giới.
Nếu mà xét ra trên cái mặt trận mà làm việc với các nhà làm luật á, thì hình như là từ trong cái giai đoạn 2012 cho tới 2015 là nếu mà nói về chuyện Việt Nam là người ta biết tới mỗi Aki Trần. Tiện thể khi mà Phong đang nói về cái câu chuyện chuyển giới đi ha, thì cho anh được phép hỏi về Ân. Thì Ân kể về câu chuyện chuyển giới của mình. Cái lúc mà em biết về cái cụm từ chuyển giới nam rồi á, và cái từ trans guy đó rồi, em mới bắt đầu đi search ở trên internet, thì em mới thấy là có những cái người mà nhìn không có giống gái, nhìn vô không biết là chuyển giới, không biết luôn á. Người ta nói giọng rất là trầm, có râu nữa. Cái mình không có tin vô mắt mình luôn, làm gì mà có cái thần dược nào mà cho hay cái, như vậy đúng không? Hay dữ vậy. Sau đó em mới tìm được những cái video người ta gọi là voice drop, tức là giọng trầm qua từng thời gian. Em càng nghe mà em càng thèm á, nên lúc đó nhìn cũng rất là đẹp. Và mình mới bắt dụng mình vô mình hỏi, tại vì ảnh khoe cái người á, thì ảnh mới nói á là có một cái gọi là team hormone. Ví dụ như bên nữ thì team estrogen là team hormone nữ, còn mình là team testosterone là team hormone nam vô. Thì á, nó sẽ có những cái tác dụng như thế này nè, tác dụng phụ như thế này nè, thậm chí là không có rớt dâu nữa luôn. Đó, rồi cái giọng của mình được trầm xuống, nhưng mà bị cái nổ mụn nhiều lắm nha. Nó giống như là dậy thì vậy đó, nóng trong người, dậy thì lần thứ hai nổ mụn nhiều lắm, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe. Lúc đó là em mới đi hỏi những cái bạn trên YouTube đó, là mấy bạn tìm sao, có bác sĩ không, bác sĩ chỉ như thế nào. Các bạn đã chỉ lại cho mình, kêu là đầu tiên là mày phải đi khám những thứ này nè, khám công thức máu nè, khám tổng quát, khám nồng độ như thế nào, khám gan, tim, thận của mình ra làm sao. Thì lúc đó là em nhớ là 2015, từ 6 tháng 3, tròn 5 năm em dùng hormone. Là em chỉ mới tiêm hormone. Em chưa có phẫu thuật. Em có phẫu thuật hồi cuối tháng 2, 2018. Nhớ là em có một cái cuộc khủng hoảng vào cuối 2017. Tự nhiên mất việc làm, rồi bạn bè cãi nhau, rồi chuyện tình cảm cũng có vấn đề. Xong cái mình bị khủng hoảng quá. Sau đó em đã tự nói với bản thân là nếu như mà em vượt qua được cái này, em sẽ tự thưởng cho bản thân em là em tự đi phẫu thuật ngực. Lúc em lao đầu vô, em đi kiếm việc khác, em làm 2-3 việc cùng một lúc. Và sau 2 tháng thì em có đúng 30 triệu em đi phẫu thuật ở Việt Nam luôn. Nhưng mà đợt đó thì rất là khó, tại vì mình ước gì có bố mẹ mình ở đó, mà trong khi em lại đi một mình xuống Cần Thơ em làm. Nhưng mà em chỉ nhớ cái cảm giác lúc mà mới mở mắt dậy á, nhìn xuống kiểm tra coi còn không, thì mất rồi. Thôi mất rồi hả, vui quá. Mặc dù là không nói được, không thể hiện ra được, không đi lại được, nhưng mà rất là vui. Rất là vui, là cảm thấy yên tâm. Cảm thấy yên tâm, khỏe nữa. Đau một phần mà vui thì 10 phần lận. Cái đáng ra mình nên nằm một chỗ đúng không, nhưng không, em sắp theo cái cây nước biển á, cầm theo luôn. Cái y tá thấy y tá giật mình, trời đất ơi đi đâu vậy, nằm xuống đi. Ủa quên, em vui quá, cái em đi đi vòng vòng kìa, không thấy đau á. Dạ không. Đó. Anh nghĩ là cái cảm giác vui đấy nó lắp đi cái đúng, nào lắp chị đi có luôn. Phải là giống cái cảm giác mà khi mà chị thức dậy và đúng chị rồi, thấy y chang. Đúng không, là chị không nói ra hơi mà không nói ra được gì hết, rất là thức dậy là chị rờ cái là chị ủa cái gì vậy. Mặc dù không dám rờ. Không dám rờ tại sợ rờ vô đau, nhưng mà nhìn không, xuống mất tiêu. Là chị gờ cái trên, tại vì khi băng á là biết nó dày rồi, là chị biết có rồi. Chị giờ nhưng chị không dám gờ dưới. Chị sợ dưới chưa làm. Chị sợ là nhiều khi là làm xong phần trên rồi, xong rồi phải đợi vài tiếng mình hồi phục nó mới làm phần dưới. Tại vì chị làm một lúc mà chị không, thật sự chị không dám gờ dưới, chị nói trời có khi nào dưới chưa làm không. Mà chị hỏi người yêu chị á, họ nói rồi rồi, mà chị nói chị nói xong chữ xong chưa, mà bằng cái nghe cái hơi không à, chứ không có ra cái chữ được. Ông nói là xong rồi, xong rồi. Mà chị hỏi ba lần như vậy, chị vẫn chưa dám đưa cái tay xuống dưới. Mấy tấn sàn mà dám đưa cái tay xuống á. Đưa xuống thấy băng rồi, ok, ngon lành. Ngon. Tươi xanh. Rồi bây giờ sau tất cả mọi thứ mà diễn ra trong 7 năm qua đó, thì cái tình cảm gia đình của em nó vẫn hơi chênh vênh hả Ân hả? Nhớ là sau khi ra khỏi nhà 2 năm, mẹ cũng có những cái thay đổi. Nhưng mà bố thì chưa. Có một đợt là em thời gian dài không, 2 năm đó là em không có dám về ăn Tết với gia đình. Đâu cho về đâu mà về. Với lại nhà nội, ý là nhà nội, ví dụ như nếu không về bố mẹ thì cũng qua nhà nội chơi, nhưng mà không dám về. Tại vì sợ mọi người gay gắt. Thì cái đợt đó em nhớ là ông nội đi từ Mỹ về ngay Tết luôn, đi cùng với chị họ. Thì chị họ là thân với em từ hồi nhỏ xíu rồi, chị thương em lắm, nhưng mà em không dám công khai với chị. Nhưng mà cái lượt đó là chị đó về, xong cái em mới nghĩ là thôi, nếu mà mình không công khai bây giờ thì nhiều khi mình lại không có đồng minh trong gia đình. Bà ở bên Mỹ chắc bà cũng thoáng hơn. Mình cũng nói, xong cái bà cũng ngạc nhiên, nhưng mà bà cũng nói là trời có gì đâu, chị sẵn sàng ủng hộ em. Thì đó là cái sự ủng hộ đầu tiên mà em có trong gia đình là từ người chị họ. Thì lúc mà ông nội về em rất là muốn gặp ông, tại vì hồi nhỏ giờ em ở trong gia đình ngoài bố mẹ em còn ở với ông nữa. Bố mẹ hay đi làm hay ở với ông lắm.
Cái ông thì cứ ngóng hoài, ủa Thiên Ân đâu sao nó không về thăm thăm ông. Cái nhà ngoại, nhà nội cũng hỏi, ủa sao không thấy ai về thăm, hai năm rồi mà không thấy Tết nó về. Cái chị mới nói là thôi em về đi, lỡ có gì chị ở đây chị bảo vệ em. Lúc đó về xong là mọi người tụ tập ở phòng khách, ông nội thì ở trên lầu. Xong ai cũng rất là ngạc nhiên, tại vì lần cuối mọi người gặp là mình tóc dài, mình còn giọng gái, xong giờ thì giọng ồ, tóc thì ngắn. Tự nhiên có một mình bác ba gái bay lại ôm, xong bác ba khóc, kêu là con ở đâu 2 năm. Lúc đó em rất là muốn khóc luôn mà em kiềm chế lại không khóc, tại vì lần đầu tiên lâu lắm rồi em mới được ôm như vậy. Lúc đó là kêu là mai mốt có gì con cứ về đây, đừng sợ gì hết. Ông nội lúc đó mới bắt đầu được trên xuống, kêu là nghe Thiên Ân về, ông nội xuống liền, chạy xuống, lực lực chạy xuống. Xong nhìn khắp cái phòng, mặc dù mình đứng giữa phòng, đâu Thiên Ân đâu, tao đâu thấy đâu. Cái mấy bác mới kêu, kìa đứng giữa nhà khách luôn mà ông nói gì. Xong cái ông mới nhìn, năm chiêu nhìn, xong nhìn từ trên xuống, nhìn từ dưới lên, đi lại gần nhìn. Xong cái không nói gì hết, cái mấy hai mới hỏi là, ông thấy nó làm sao? Lúc này là em đang hồi hộp lắm, không biết là ông sẽ nói gì. Cái ông nói, nhìn cũng đẹp trai. Tự nhiên cái mình nhẹ nhõm hẳn. Và ông nội rất là thương, tới giờ ông nội vẫn rất là thương mình. Ông nội không bao giờ bàn tán gì về vấn đề giới tính. Ông nội có không hỏi là con có chuyển giới không, con có phải gì không. Ông nội thấy đâu, ông nội có không thèm hỏi luôn. Nhưng ông nội chỉ biết là ông nội thương cháu thôi. Thì cái đợt, từ lần đó là Tết mặc dù có thể là không có được như những cái Tết trước đó, mặc dù em vẫn rất là buồn, tại 6 năm rồi không có được ăn cái Tết toàn vẹn giống như hồi trước, hồi nhỏ em có nữa. Ở nhà em gốc Bắc á, truyền thống Bắc ăn Tết rất là lớn. Rồi ví dụ như Tết năm nay em về em cũng bắt đầu chào bố. Ủa năm rồi em có về hả? Năm rồi không có về nhà, qua nhà bác thôi, thì tại bố mẹ cũng qua nhà bác. Là gặp ba mẹ bên nhà bác. Dạ. Em có những cái Tết xa nhà của em á, em không được về thì em trải qua nó như mà. Lúc nào cũng phải ngồi suy nghĩ trước là mình đi đâu làm gì, mình phải lập kế hoạch sao cho mình thật là bận rộn. Mình rảnh cái là mình buồn, mình khóc rồi. Mà Tết nhất khóc là nguyên năm khóc, em hay nghĩ vậy. Nhưng mà năm nào thành ra cũng khóc hết. Tại vì ví dụ như Tết về nhà bác thì thế nào cũng gặp bố mẹ, mà gặp bố mẹ thì lại càng tủi thân. Tại ước gì mà mình được thương, được ôm ấp, mà được vui vẻ ăn Tết chứ mà trước mà mình đâu có được. Bạn bè thì nó về quê hết trơn rồi, lấy đâu ai mà chơi. Sao em cũng thử đối diện em về nhà Tết ba mẹ một lần đi. Chị nghĩ Tết nhất mà. Tại vì mẹ thì cha mẹ không thế nào mà bỏ con cái mà được hết, tại vì em sợ thôi. Tại vì em về bên nhà bác hay cô hay chú gì thì cha mẹ em cũng biết phong phanh là như vậy rồi. Mà đã cha mẹ em đã qua bên nhà bác để gặp em là rõ ràng cha mẹ em cũng muốn gặp em rồi. Chứ nếu như cha mẹ em không muốn gặp em, cha mẹ em sẽ không bao giờ qua. Đó là em nghe lời chị, năm sau em về thẳng nhà luôn, em không cần phải nói trước. Chị nghĩ cha mẹ em sẽ chào đón em và sẽ chấp nhận yêu thương em thôi. Em đã bao giờ thử đối diện với bố mẹ và nói chuyện chưa? Hồi trước có một đợt là dỗ bà thì mẹ không có chịu em về. Mẹ nói là em đi nước ngoài rồi. Nhưng mà đợt đó em cố tình em về thì em thấy giống như mẹ bị khó xử. Cho nên là em cũng không có dám tự ý về mà không hỏi mẹ. Nhưng mà được một cái là năm nay thì nó khác. Tết qua gặp bố mẹ xong rồi cũng chúc Tết bố mẹ, thì cái đó là coi như lần đầu tiên mình nhìn vô mắt bố, mình chào bố đối diện á. Tại vì trước giờ thì coi như là hai bố con chưa sẵn sàng, nhưng bố cũng bắt đầu chào lại, thì coi như cái đó là một, em nghĩ đối với bản thân em với bố là đó là một bước tiến rất là lớn rồi. Cái gì cũng phải từ từ thôi. Sau đó mẹ thì nói là hay là năm sau á đi qua nội buổi sáng xong chiều qua ngoại với mẹ luôn đi. Thì thông qua chương trình này trước á, anh có muốn gửi cái lời gì đến bố mẹ của mình không? Đối với mẹ thì em nghĩ là thật ra em rất là thương mẹ, em rất là yêu mẹ. Em thấy mẹ trải qua rất là nhiều các cái khó khăn rồi. Đối với em thì mẹ là một người phụ nữ siêu nhân, trải qua rất là nhiều các cái khó khăn mà mẹ em vẫn đứng vững, vẫn vui vẻ, vẫn trẻ đẹp. Cho nên là em cũng không có thể nào mà nói là em phải bắt mẹ là chấp nhận em, nhưng mà hy vọng là mẹ sẽ hiểu em hơn và tình cảm mẹ con thì nó sẽ càng ngày càng thân thiết hơn. Còn với bố thì em chỉ mong là sẽ có một ngày hai bố con cùng gọi như sẵn sàng để nói chuyện với nhau như hai người đàn ông về những cái chuyện mà đã trải qua và những cái năm mà hai bố con xa cách với nhau rồi, mình nối lại những cái tình cảm hồi xưa, mình hiểu nhau hơn. Và cũng rất mong cô chú xem được cái clip này và hãy yêu thương bé Ân và hãy chấp nhận con mình. Và chị rất là mong là năm sau em sẽ không còn mà ra xong nhà một mình nữa.
Và chị rất hy vọng rằng là năm sau em sẽ về đón Tết cùng gia đình em, và ba mẹ em sẽ mở vòng tay chào đón em và yêu thương em. Đó là điều chị rất là mong.